cái đặc sắc của quần trang phục của dân tộc Tạng ấy là nhà mình sẽ nhìn thấy cái ống tay hơi dài đúng không ạ? Nó có mặc váy đúng không ạ? Con đấy phải mặc cái áo này, mình xem là phần trên nó hơi rộng đúng không ạ, để em bé là bỏ trong kia trong này để giữ ấm. Hay quá. Nhà mình biết được là áo người ta tại sao lại chỉ có mặc mập pen không ạ? Nhà mình có biết không? Tại vì mặc mập pen là sao ạ? Khi mà người ta đi làm ấy, mặc hai bên cái ống 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 tay ống, ống 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 áo hơi dài nó nhất là ốp tạp, nhất là trục chặt đúng không ạ? Người ta sẽ thả lại mập pen. Chứ không phải để cho con bú nó dễ hơn. Không. Đã, bình thường thì ống dài tại sao lại ống dài, tại vì khí hậu bên này nhất là lạnh, nó ở cao nguyên đa số là ra ngoài trời, ra ngoài trời nhiều hơn thì hái cây thảo dược ấy, cho nên là người ta khi mà làm ấy người ta sẽ rút hai cái tay vào cái ống áo để giữ ấm. Đây là quần áo của dân tộc Bạch, dân tộc Tây Tạng Bạch Mã, Bạch Mã. 然后男士的话会插两根挺直的羽毛，就是代表他政治勇敢。对女士会插两到三根羽毛，对弯曲的羽毛，就是代表他比较就是贤惠善良的意思。 Tức là coi như là cái mũ của đàn ông ấy sẽ có hai, sẽ trên đầu sẽ hai có hai cái long gì thì mình không biết, long chim, long gì thì không long thôi đấy, đại biểu là đàn ông này chàng trai này nhất là thẳng thắn thực thà. Nếu có là nữ thì ba cân đúng không? Đúng, là đại biểu gì? Đại biểu là thiện lương, thuần khiết, thiện lành. Tức là phụ nữ thông thường sẽ có ba cái đại biểu là hiền lành, đại biểu là hiền lành. Sao biết được đàn ông mới chưa có chồng hay chưa có vợ? Kiểm tra thôi, kiểm tra. Hai miêu lão phụ. Kiểm tra. Không có. Mấy dầu đó, mà mấy dầu đó chứ. Mấy dầu chứ anh chẳng chứ. Vì vậy, mình chứa bên trang trú, bài mạng trang trú đồ yên phụ, hờ mạo dự là thả mấy dầu chứa chế mấy chế hôn chứa. Không có, không có theo dõi là mũ, và nhìn ra là ai có chồng, ai có vợ, ai chưa. Vậy là cuối cùng là theo dõi cái khác đúng không? Okay. Theo dõi cái gì thì mình không biết. Rồi, rồi, rồi. Người dân tộc Miêu sẽ có, nhưng mà người dân tộc ở đây không có. À, hai bộ quần áo này là dân tộc Khương. Tức là bộ quần áo này nó sẽ kiểu như là đuổi ra một chút mặt. 这一套呢就是现在的人都会穿的是比较大胆一点的颜色。啊，这个薄薄的呢，来窗户就是嘛，啊，来辨别两个老公有没有。这个枪子的，就是有那个头发辫子放在下面，他不用，他把这个放在前面的，铜片都有。 铁银对吗？对。đấy, nhà mình xem nào, nhà mình xem nào cái này, cái này đoàn, đa số là người dân tộc người ta sẽ sử dụng cái dụng cụ này. Hôm qua mình ăn lẩu ấy, hôm qua người ta sẽ lấy cái nồi kia đấy, tôi dùng kia, rót rượu hoặc là trà, người ta tổ chức dùng cái loại này đến giờ này vẫn thế nhá. À. 这边就是我们的最后一个。này giống trống đồng quá. Cũng chống đồng á. Tức là kiểu là người ta tin Phật
Phật giáo người ta sẽ vẽ ra là cái Phật giáo trong lòng của người dân là như thế nào, người ta sẽ vẽ theo cái hình tượng của trong lòng của người đấy, à trong lòng của người đấy, chứ không phải là cố tình là có vẽ cái gì đấy, được chứ một cái gì đấy, tức là mình trong lòng của mình ý là mình tin rằng cái gì đấy, cái gì đấy, tức là mình, trong lòng Phật giáo trong lòng của mình là cái gì mình sẽ vẽ vào cái tranh này. 对，因为这个坛城沙画的话，像就是在我们这个地方啊，也是说，就是以什么，就是也是一个佛的家吧，对，佛的什么？